Gì mà nói khổ khó nói. Tôi thấy cậu làm muốn ăn đòn thì có. Có phải cậu thấy làm vậy rất vui không? Không có phải vậy đâu ba. Cái gì? Cậu kêu tôi là cái gì? Để con khai hết cho ba luôn kìa. Ba muốn đánh thì cứ đánh một lần. Ba ngủ đi đã. Ba cứ uống mấy nước trước đã. Ba, con với Hạ Hạ kết hôn rồi. Bây giờ con là con rể của ba. Đàm Lâm, đơn hàng của Anna lại tới nữa rồi. Chúng ta phải nhanh chóng làm. Được, nhất định tranh thủ. Vất vả cho anh rồi. Nếu anh thấy không vấn đề thì mau chóng lấy đi làm đi. Được, em cứ yên tâm đi. Đàm Lâm, em xin lỗi. Hôm nay em không thể cùng anh tăng ca. Ba của em tới rồi, em phải mau đi thăm ông ấy. Ba em tới rồi hả? Ờ. Vậy anh tăng ca gì nữa? Được rồi đó, anh thôi đi. Anh còn muốn gặp ba của em, anh không thấy ngại hả? Ờ, sao anh phải ngại? Mặc dù anh tạm thời không phải con rể của ba em, nhưng mà quan hệ giữa hai chúng tôi không thành vấn đề. Cái gì mà tạm thời? Anh mãi mãi không thể thành con rể của ba em đâu. Vậy anh càng phải đi. Anh phải nói rõ ràng chuyện này trước mặt chú ấy, tránh cho chú ấy luôn trông ngóng anh. Mặt của anh càng lúc càng dày rồi đó. Được rồi, gần đây em đủ bận rộn rồi. Anh đừng mang thêm phiền phức cho em được không? Tạm biệt. Ê, Nào ba, hôm nay chúng ta uống tới say mới thôi. Nào, 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 uống tiếp bà ơi. Người như con, nhìn thế nào cũng không giống đại gia nhà giàu. Ây à, bà vẫn luôn cảm thấy con vẫn là ông chủ nhỏ của tiệm bánh bao đó. Đại gia nhà giàu ông chủ nhỏ đâu có quan trọng gì. Quan trọng bây giờ con là con rể của ba. Con, Lý Hồng Hải cũng là người có ba vợ rồi. Cô gọi ba là ba vợ, ba phải đáp lại cho con đó. Không cần chơi chiêu này với ba. Con đây chịu đánh chịu phạt. Ba muốn trừng phạt con thế nào cứ trừng phạt. Dù sao bây giờ con là con rể của ba rồi. Ba tự suy xét mà làm đi. Khá khá. Ê, khá khá. Ba, con vừa mới xong việc, ba ở khách sạn nào con tới tìm ba? Ba ở khách sạn nào hả? Hay da, con gái à, con có biệt thự lớn như vậy rồi, con còn không biết xấu hổ kêu ba tới khách sạn ở hả? Ba, ba đang ở đâu? Thì ở nhà con gái của ba, đang uống rượu với thằng con rể của ba nè. Hả? Hả cái gì mà hả? Con mau về nhà đi, nhanh lên. Dạ con mời ba. Dạ, con mời ba. Hôm nay ba phải vui vẻ nghe ba. Hả? Ba vui vẻ được hả? Khoảng thời gian trước thằng nhóc con trêu chọc lâu già này tới mức xoay vòng vòng. Coi ba mất mặt vậy. Còn nói coi, ba làm sao mà vui được. Chuyện này con chịu phạt. Lần trước ba đánh con cũng mạnh lắm mà. Đúng vậy không? Tiểu tử à, chỉ cần có cơ hội ba phải luyện tập với con nữa. Luyện, ba cứ luyện thoải mái. Lần này thì ba đừng có đi nữa. Ở lại đây, khi nào ba nhìn con chướng mắt thì ba xử lý con. Được không ba? Ôi trời ba, ba đừng có uống nữa mà. Nhanh nhanh nhanh. Ê, vừa rồi con nghe thấy chưa? Nghe thấy chồng của con nói gì chưa? Ha? Cậu ta kêu ba ở lại nhà các con. Ha? Chỉ cần nhìn thấy chướng mắt, ba có thể đập bất cứ lúc nào. Ai trời ơi, được rồi được rồi được rồi, hai người đừng có uống nữa giùm con. Nhìn xem hai người uống thành gì rồi. Con sắp xếp xong hết rồi. Ngày mai con đưa ba ra ngoài chơi, chúng ta đi thỏa thích. Khách sạn còn cái gì cũng có.
Bãi biển tư nhân, sân chơi gốp, rồi ba cứ thoải mái chơi thả lỏng hết cỡ cho cuốn. Đừng có ngại cái gì. Được. Nào. Ba không được uống nữa. Ba đội mạnh mà lo gì. Nghe lời đi, ba đừng uống nữa mà. Còn được rồi vậy? Ba. Hôm nay ba đang uống đừng vui uống mà. Đừng uống nữa. Ôi. Anh bỏ xuống cho em. Dạ. Không được uống. Lý Hồng Hải, anh có ý gì đây? Không phải đã nói phải giữ bí mật với ba em sao? Anh đón ông ấy tới nhà làm gì chứ? Hai chúng ta đã kết hôn thời gian lâu vậy rồi. Nếu ba đã tới đây, anh phải làm con rể mà không tròn chữ hiếu. Anh thấy trai rất dữ lắm em mà. Tròn chữ hiếu sao trước đây không làm đi? Bây giờ đã là lúc nào rồi anh đón ông ấy tới đây? Qua mấy bữa nữa làm thủ tục thì phải làm sao? Thủ tục không có gấp. Bây giờ ai làm cho ba phiền lòng nè, người đó mới không ra gì. Anh nói ai không ra gì vậy? Anh nói hai chúng ta không được để cho ba phiền lòng nghe. Nếu anh thật sự không muốn ba em phiền lòng thì anh mau chóng nghĩ cách đưa ông ấy đi ngay. Ba vừa mới tới anh đã đưa ba đi rồi. Em nói con trẻ như anh làm sao mà làm người được em hả? Lão Lý à, em vừa mới thuê xong nhà, đáng lẽ ngày mai em định dọn đi. Anh nói bây giờ làm sao mà dọn đi được đây? Cho nên mới nói không thể vội vàng. Cứ từ từ quản lại đi. Quản lại đi. Hả? Em không muốn quản nữa. Em không thích dây dưa không dứt. Bây giờ em không thích dây dưa cũng không được. Đúng vậy không hả? Em không thể ra ngoài rồi nói với ba chúng ta ly hôn rồi. Ba vừa mới vui được một lúc thôi. Em có thể nói ra được không vậy? Hả? Khà khà, chúng ta đối diện hiện thực đi. Nếu ba tới rồi, chúng ta cứ để cho ba vui vẻ, hưởng thụ niềm vui gia đình đi. Được không vậy em? Coi cái này đi. Ba. Dê. Mấy bữa nay ba đi chơi cũng mệt rồi phải không? Ây da, không mệt. Chơi sao mệt được. Hả? Con xem ba mấy hôm nay tinh thần tỉnh táo sảng khoái. Ba. Hả? Thật ra hai bữa nay là con và Hồng Hải xin nghỉ để đi chơi với ba. Qua hai bữa nữa tụi con lại phải bận việc rồi. Hai tụi con không thể chơi với ba. Ba chỉ có thể chơi một mình. Vậy thì chán lắm. Ê, không sao, không sao, không sao. Chơi một mình cũng không sao. Cả con cứ lo làm việc đi. Thật hả? Việc này em không cần phải bận tâm. Anh thu xếp xong rồi, anh cũng sắp xếp riêng tài xế cho ba. Ba thích đi đâu thì cứ đi. Có tài xế thuận tiện vô cùng. À, cả con cứ bận việc đi. Không cần các con đi cùng. Lão Lý à, anh đừng sắp xếp linh tinh có được không? Ba em ở trường thể thao còn có lớp huấn luyện nữa. Đã ký hợp đồng hết rồi, bắt buộc phải trở về. Nếu như ảnh hưởng buổi học thì ai chịu trách nhiệm đây? Khà khà, chuyện này anh đã bàn bạc với ba rồi. Không cần dạy boxing nữa. Ba làm việc cả đời thì tới lúc phải nghỉ ngơi rồi. Đúng vậy không ba? Lão Lý à, đây là công việc của ba em. Sao anh lại tùy tiện nhúng tay vào? Khà khà, còn ăn nói kiểu gì vậy? Sao lại nói Hồng Hải tùy tiện nhúng tay? Hả? Đúng là ba đã gọi điện cho trường thể thao. Không làm nữa. Vốn dĩ chỉ là giúp đỡ thôi mà. Ba,
ba đã đồng ý với người ta rồi, sao lại có thể tùy tiện không làm nữa vậy? Ba xem người ta coi trọng ba, gửi thư mời cho ba, ba thì hay rồi, muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi luôn à. Như vậy không được trượng nghĩa. Nghe con nói đi, ba thật sự phải quay về vậy. Khả khả. Hả? Con làm sao vậy hả? Hả? Ý của con là nó đi nó lại là muốn đuổi ba đi có đúng không? Dạ không phải, Khả khả không hề có ý này đâu ba. Đó chính là có ý này. Con bị làm sao vậy hả? Hả? Mấy bữa nay đi chơi với ba, con luôn không tập trung à. Ba à. Ba đã hiểu lầm Khả khả rồi. Ba không có hiểu lầm. Con bé này thái độ có vấn đề. Khả khả, con mới kết hôn có mấy ngày hả? Đã ghét bỏ ba rồi sao? Ba nói cho con biết, bây giờ ba nghỉ hưu rồi à, đây là nhà con rể ba, cũng là nhà con gái ba, càng là nhà của ba. Ba cảm thấy thích ở đây bao lâu thì ở đây bấy lâu. Con không cần nói, lần này ba không muốn đi nữa. Đúng rồi ba. Ba, ba đừng có về nữa. Cả nhà chúng ta sống cùng với nhau vui vẻ biết mấy. Lão Lý à, anh đừng có gây loạn thêm nữa được không? Con lại nói cái gì đó? Sao Hồng Hải lại gây loạn nữa làm sao hả? Bà thấy lạ lắm mà nghe. Bà tới nhà con rể của bà, con rể hoan nghênh bà, con gái thì không chào mừng. Khả khả, rốt cuộc là con có ý gì đây? Con nói cho ba nghe coi. Ba, ngày mai chúng ta ra biển câu cá, hôm nay cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ba. Con coi Hồng Hải đi, đây mới là hiếu thuận, con có hiểu không? Ba đi nghỉ đây. Em có hiểu không vậy? Khả khả, mấy bản thiết kế đó em đã xem qua chưa? Có vấn đề gì không? Em đã xem rồi, không có vấn đề, có thể hiểu đính rồi. Thật à? Ôi trời, thật không dễ dàng gì. Nè, phải đi chúc mừng mới được đó. Vì những bản thiết kế này chúng ta đã thức nhiều đêm rồi. Hôm nay chúng ta thực sự phải ăn một bữa ngon. Cũng được. Nhân tiện chúng ta cùng thảo luận về các bản thiết kế khác ha. Được thôi. Hồng Hải à? Dạ. Con lúc nào cũng đi chơi với ba, làm lỡ không ít việc của con phải không? Không có đâu ba. Ba tới rồi đúng lúc con có cái cớ ra ngoài thả lỏng một chút. Hey, con nói coi, con bé Khả Khả sau gần đây càng lúc càng kỳ lạ vậy cả. Trước đây nó suốt ngày mong ba ở bên cạnh nó, nhưng mà giờ ba tới nó lại đuổi ba đi vậy á. Không có đâu ba, ba nghĩ nhiều rồi. Gần đây cổ đang lo lập nghiệp mà, có lẽ áp lực hơi lớn tí xíu. Đã có con làm hậu thuẫn rồi, nó có áp lực gì chứ? Ba thấy Khả Khả đúng là có tính trẻ con. Cô ấy không muốn giờ cả con, muốn tự mình làm ra chút thành tích thôi. Cũng không đúng. Bà tới mấy bữa nay Khả Khả có từng yên ổn bên cạnh ba không? Tới bữa tối cũng không ăn được với ba mấy bữa. Nó như vậy con cũng không nói nó. Con làm gì nó lại cổ đâu ba. Alo lão Lý. Khả Khả, ba nói rồi, cho em tối nay về cùng ăn tối nghe. Không được đâu, em có hẹn với đồng nghiệp rồi. Hẹn với đồng nghiệp hả? Có phải Đàm Lâm không vậy? Anh nói cho em nghe nha. Được rồi, em không nói chuyện với anh nữa. Bà coi đó, bà coi được không? Thế nào Đàm Lâm, đối với trang phục của nhóm tiếp theo anh có suy nghĩ gì không? Gấp gáp cái gì chứ, vừa làm vừa nghỉ ngơi, chúng ta hãy thong thả một chút đi. À, Khả Khả à, gần đây Lý Hồng Hải đối với em như thế nào? Tốt lắm. Anh ta không làm khó em chứ? Sao anh ấy phải làm khó em? Khả Khả, em nhớ một câu của anh, bất kể xảy ra chuyện gì em cũng đừng có lo lắng, Đàm Lâm anh vĩnh viễn đứng bên phía em. À. Để tôi coi. Hả? Là cổng hành nào muốn đứng về phía con gái của tôi vậy? Ba, sao ba lại tới đây? À, dạ dạ thưa chú, mời chú ngồi. Mời ngồi.
À, dạ thưa chú, con nói với Khả Khả nhất định phải mời chú ăn cơm, nhưng mà Khả Khả vẫn luôn không cho cơ hội. Ê à, Khả Khả, chồng con với ba con đang đói rã rụt ở nhà chờ con về ăn cơm với chúng ta. Con thấy rồi, một mình chạy tới đây ăn cơm. Ba à, hai tụi con ở đây bàn công việc mà. Dạ đúng vậy thưa chú, tụi con đang bàn chút việc. Chuyện gì mà không thể bàn bạc lúc đi làm chứ? Đàm Lâm. Ờ dạ. Tôi là người chơi boxing, tính thẳng thắn trực tiếp. À, trước đây thì tôi rất coi trọng cậu. Quả thật tôi cũng từng suy nghĩ muốn cậu và Khả Khả yêu nhau, nhưng mà Khả Khả nó không thích cậu. Bây giờ nó đã có gia đình rồi, cậu càng nên chú ý hành vi cử chỉ của mình. Đã tàn làm rồi, không cho nó về nhà nấu cơm cho chồng. Hai đứa ở đây ăn với nhau. Ba, chưa tới lượt còn nói chuyện vô đâu. Đàm Lâm à, tôi là người từng trải. À, hôm nay tôi nói chuyện thật rõ ràng với cậu. Sau này hai người là đồng nghiệp hay là bạn bè cũng không sao hết, nhưng cậu bớt ba qua ở trước mặt Khả Khả nhạc của tôi đi được không? Cái gì mà vĩnh viễn luôn đứng về phía em hả? Chồng nó, ba nó, mỗi người đứng một bên rồi, đã là hai người đàn ông rồi, chỗ đâu mà đòi đứng nữa. Ba. Thưa chú, con... Tôi nói chuyện không dễ nghe, nhưng tốt cho người trẻ các cậu. Được rồi, lời cần nói tôi đều nói ra rồi. Đàm Lâm à, tôi mong là cậu thức thời một chút. Tôi và con gái tôi còn có lời cần nói. Thưa chú. Đi đi. Con chào chú. Ba, sao ba lại... Khả Khả, con nghe ba nói. À, sau này con đừng có đi làm cái gì nữa, đừng tới văn phòng làm việc gì đó nữa. Con nên ngoan ngoãn ở nhà giặt quần áo rồi nấu cơm, tranh thủ thời gian sinh một đứa con đi. Ba làm gì vậy ba? Con phải làm việc, con phải có sự nghiệp riêng của mình. Ủa, con cần sự nghiệp để làm cái gì hả? Con phải có cuộc sống của riêng mình. Cuộc sống của con chính là mau chóng sinh một đứa con, giúp chồng dạy con của con. À, bà thấy Hồng Hải cũng có cái ý này đó. Chứ hai đứa con, đứa chủ ngoại, đứa chủ nội, vậy thì tốt làm sao? Dựa vào đâu phải là con chủ nội? Anh ta có sự nghiệp của mình thì con không can thiệp. Con cũng có sự nghiệp của mình, anh ta cũng đừng quan tâm. Con đừng có làm mình làm mấy nữa. Con đừng có sống trong phúc mà không biết phúc. Đàn ông như vậy đi đâu mà tìm được hả con? Trời ơi, đàn ông thành công tới mức như vậy, nó đối tốt với con, lại một lòng một dạ yêu con, con còn muốn cái gì nữa hả? Con nghe lời ba, ngoan ngoãn chăm lo nhà cửa, làm việc nhà giúp Hồng Hải, không phải làm cái gì hết trơn á. Ba, có phải ba bị lão Lý tẩy não rồi hay không? Ba, trước đây không phải ba luôn có thành kiến với anh ta sao? Hey, lúc đầu ba gặp Hồng Hải ấn tượng đã không tệ, bây giờ gặp lại cậu ta ấn tượng lại càng tốt hơn. Hơn nữa ba làm mấy việc này đều là vì con hết đó. À, một người con gái lấy chồng lập gia đình thì phải giúp chồng dạy con nè, như vậy gia đình mới yên ổn, mấy thứ khác đều là nhảm nhí hết. Nghe rõ chưa? Ba, rốt cuộc ba đứng trên lập trường của ai vậy? Lập trường của ai đúng, ba đứng trên lập trường của người đó. Khả Khả, kết hôn rồi, bớt là mình làm mấy lại đi. Trời ơi con. Trời ơi, 30 triệu có là gì? Tôi nói chị nghe, 30 triệu, 40 triệu đều là số tiền nhỏ. Mục đích chính của chúng ta là kiếm mấy trăm triệu, có biết chưa? Cho nên tôi nói với chị phải nhìn xa trông rộng một chút. Đúng, chị cứ yên tâm đi, dự án của chúng tôi có rất nhiều. Máy móc y tế quặng vàng ở Nam Phi, chỉ cần chị bỏ tiền vào, đảm bảo 100%. Chị đó, cứ yên tâm là được rồi ha. Đúng, không sai. Trời ơi, có gì mà không dám nghĩ chứ. 100 triệu, bắt buộc phải là 100 triệu. Chị Lưu à, chúng ta chưa dội nói đến kế hoạch lâu dài.
Đợi bữa khác chúng ta từ từ nói sao đi. Chuyến đi ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân mà. Tôi đề nghị chị lần này đầu tư nhiều hơn, đừng có suốt ngày mấy trăm chán lắm. Chị phải biết cơ hội này không phải là ngày nào cũng có. Ừ, được rồi. Vậy chờ tôi đi nước ngoài xong chúng ta gặp nhau nói chuyện nha. Hả? Trời ơi, chị đó, chị gấp cái gì mà gấp. Lần này tôi đi nước ngoài là vì công việc, còn phải gặp bạn trai nữa. Chị cũng phải cho tôi yêu đương chút chứ. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thôi được, vậy chờ tôi thông báo nha. Được, tạm biệt. Đắp móc đi. Trời ơi, ngọc quá. Đắp móc. Đúng, 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 đúng. Đắp móc đi, đúng rồi. Ê à. À, Tiểu Lệ hả? À, Đại Thắng, em tới rồi. Hả? Tiểu Lệ, sao không gọi điện thoại trước cho anh? Anh còn đi đón em nữa. Quan hệ của chúng ta còn khách sáo làm cái gì nữa? Không cần phải đón, em tới rồi báo với anh cũng đâu có muộn. Hay, thì anh cũng chỉ muốn gặp em liền thôi đó mà. Sao vậy? Nhớ em tới vậy sao? Đợi em tới khách sạn, em gửi địa chỉ cho anh, anh qua gặp em. Ê, đừng đặt khách sạn nữa, anh đặt giúp em ha. Đợi anh nha. Ê, nếu như không hài lòng thì đổi ngay lập tức. Nguyên cái khách sạn này đều là của con rể anh. Ê, phòng ốc thế nào hả? Tuyệt vời, con rể của anh đúng là ông chủ lớn đó nha. Em thấy con gái của anh thật sự không uổng công nuôi ha. Đúng là ngân hàng được mọi người săn đón mà. Ê, nó có phải là sếp hay không cũng không sao hết. Thật ra anh xem trọng nó nhất chính là nó một lòng một dạ yêu con gái của anh. Con rể của anh một lòng với con gái của anh như vậy. Vậy còn anh với em có phải là cũng một lòng không? Vậy cũng phải hỏi hay sao? Anh với em cũng là dốc lòng yêu thương. Cuối cùng ông cũng về. Sao vậy? Nhà có khách tới. Cậu là... Chào ông. Ông là ông Ngô, có phải không? Đúng vậy. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là luật sư của anh Hứa, tôi họ Hầu. Lần này tôi đến đây chủ yếu là vì chuyện nghi mật. Được được, vào nhà ngồi đi, tôi rót nước cho cậu. Không cần khách sáo. Chắc là ông cũng biết, anh Hứa đã ủy thác cho tôi soạn xong đơn tố tụng, chuẩn bị gửi lên tòa án. Lần này tới đây chủ yếu là muốn xem thử còn có cơ hội để xoay chuyển nào không. Luật sư Hầu à, chuyện này ông không cần phải lo lắng. Anh Hứa đã nói rồi, nếu ông mau chóng tìm lại nghi mật, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Hơn nữa còn cho ông 10.000 tiền bồi thường. Tiểu Lệ, em nói xem, mỗi ngày em đều bận rộn, còn phải đi khắp nơi trong nước để quảng bá. Anh muốn gặp em một lần cũng rất là khó. Em đâu có dựa vào đàn ông, em phải dựa vào chính mình. Hơn nữa, quỹ dự án lần này của em tốt đến như vậy, em phải nắm bắt thời gian chứ. Như vậy thì nửa đời còn lại không cần phải lo lắng. Chỉ cần em nhắm chính xác, anh sẽ dốc sức ủng hộ em. Nhưng mà sau này cũng phải tạo thời gian để chúng ta được ở riêng với nhau chứ. Vậy phải xem anh đã suy nghĩ kỹ về chuyện của chúng ta chưa đã. Anh, từ lần đầu tiên gặp được em, anh không hề hài lòng. Chỉ nói suông thôi là không được, em phải thử thách anh. Anh đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Lần trước em nói với anh có dám bán nhà của anh đi đầu tư vô quỹ của em hay không? Lần này anh đến, một là đến thăm con gái của anh là Khả Khả, hai là
anh kêu Khả Khả ký tên vào đây mới được. Bởi vì căn nhà này là đứng tên của con gái Khả Khả của anh, chỉ cần nó chịu ký tên, anh sẽ bán được căn nhà này rồi. Đại Thắng, anh muốn đầu tư mà còn cần phải bán nhà sao? Con rể của anh nhiều tiền lắm mà. Đây là hai chuyện khác nhau. Các con có tiền cỡ nào cũng là tiền của tụi nó. Nhưng mà căn nhà này là của anh, anh làm chủ được mà. Không cần đâu anh. Phải cần chứ em. Bán nhà chỉ là chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là để tỏ rõ anh đối với Tiểu Lệ em là một lòng một dạ. Lát nữa anh sẽ nói với Khả Khả mau chóng ký tên, được không? Được. Nếu như anh chịu được thử thách thì chúng ta mau kết hôn đi. Nào. Có gì liên lạc nha. Được rồi, chào cậu. Tạm biệt. Chào. Tạm biệt anh Trần. Chào bác. Sao ông tới đây chi vậy? Ông chủ bố, cậu xem nghiêm mực đúng là tôi đã đem bán cho cậu. Cậu không thể chối như vậy được. Cậu không đưa nghiêm mực ra thì chủ nhân của nghiêm mực đó có tha cho tôi hay không? Tôi thấy khó hiểu ghê. Ông lớn tuổi như vậy rồi sao không hiểu chuyện gì hết vậy? Tôi hỏi ông, nghiêm mực này nè, ông bán cho tôi đúng không? Đúng vậy. Tôi trả tiền cho ông chưa? Trả rồi. Vậy coi như là xong rồi. Tôi có trộm cắp gì của ông đâu mà ông ngồi nói hoài vậy? Tuy là như vậy nhưng mà không đúng lý lẽ rồi. Cậu không trả lại nghiêm mực cho tôi, chủ của nghiêm mực sẽ kiện tôi lên tòa án đó. Bây giờ con của tôi còn đang nằm trong bệnh viện, tôi còn đang ở chờ kiếm tiền trả tiền viện phí. Tôi đâu chịu nổi bị kiện cáo được. Thôi được rồi, ông đừng nói nữa. Ông nói cỡ nào cũng vô ích. Ngành đồ cổ này có một câu chính là mua rồi lấy đi. Một khi ông đã bán cho tôi rồi thì kiểu gì á ông cũng phải chịu. Tôi mua bị bắt cũng không thể tìm ông trả hàng. Ông bán rẻ rồi cũng không thể đòi lại chỗ tôi. Đây là quy tắc mà, hiểu chưa? Tôi nói lý với ông cũng như không mà. Điều tôi nên nói cũng đã nói hết rồi. Ông tự xử chuyện của ông đi. Tóm lại tôi đâu mắc nợ ông đâu. Sau này có chuyện gì đừng tìm tôi nữa. Mệt mỏi quá. Ba chúng ta gọi điện nói có chuyện quan trọng muốn nói với hai chúng ta. Có chuyện gì mà không thể nói ở nhà vậy? Bây giờ quan niệm gia đình của em rất mạnh mà. Khả Khả, em coi cả nhà ba người chúng ta sống chung với nhau hạnh phúc biết bao. Anh thôi đi. Nào, mau tới đây. Dạ ba. Để anh giới thiệu chút nha. Đây chính là con rể của anh, Lý Hồng Hải. Xin chào. Đây là con gái của anh, Hà Khả Khả. Trời ơi, xinh xắn quá đi. Đây chính là dì Ngải Tiểu Lệ. Dạ, chào dì Tiểu Lệ. Dạ chào dì. Anh xem, đúng là trai tài gái sắc một cặp trời sinh đó. Đúng vậy. Dạ, mời dì ngồi xuống. Được. Hồng Hải, Khả Khả, lúc mới tới vốn định nói với hai con rồi nhưng mà không có cơ hội nào thích hợp hết trơn. Hôm nay ba tuyên bố vì Ngải Tiểu Lệ của hai con chính là bạn gái hiện tại của ba. Vậy coi như hôm nay là tiệc tẩy trần cho dì Tiểu Lệ rồi hả? Được, vậy ngày mai con thu xếp chúng ta đi ra ngoài chơi, bữa khác tới nhà ăn bữa cơm. Trời ơi, không cần đâu. Lần này dì đến đây là vì công việc. Dì đến đây kiếm đầu tư cho mấy dự án. Bây giờ dự án của bọn dì rất nổi trên thị trường, lợi nhuận cũng cao. Dì còn phải đi khắp nơi trong nước nữa. Hiện giờ thị trường tư bản rất sống động. Chỉ cần dự án tốt thì khỏi lo về tài chính gì hết. Phải. Con là ông chủ lớn, kiến thức chắc chắn cũng rộng hơn dì rất là nhiều, có đúng không? Nhưng mà dự án lần này thật sự rất là nổi tiếng ở thành phố Đông Bình. Chỉ cần đầu tư vào mỗi năm đạt 20% lợi nhuận chắc chắn là không thành vấn đề. Cao hơn ngân hàng rất nhiều. Một khi có tiếng tăm sẽ hướng đến toàn quốc luôn. Vậy cũng quan tâm tới sự nghiệp quá hả? Trời ơi,
Quá khen rồi. Dì với ba con đang bàn bạc là làm thêm 1-2 năm kiếm cỡ khoảng 100 triệu nữa. À, đúng vậy, kiếm thêm 100 triệu. 100 triệu? Đương nhiên là không thể so sánh với chồng của con rồi. Chồng của con là ông chủ lớn, chắc chắn là giỏi hơn bọn dì rất nhiều, có đúng không? Nhưng mà đối với dì và ba con mà nói thật sự là đủ rồi. Đến lúc đó chúng tôi sẽ không làm gì nữa, dẫn theo ba con đi du lịch khắp thế giới. Kế hoạch này hay quá đi. Con xin chúc phúc hai người nào. Càng lên, càng lên. Được rồi, cảm ơn. Chúc các con hạnh phúc nha. Cảm ơn lời may mắn của con. Dạ. Không tệ. Dạ, mời ngồi. Hồng Hải nè, vì tiểu lệ của con định làm sự kiện ở đây, con xem thử coi có thể cung cấp cho dì ấy phòng họp hay là văn phòng gì đó được không? Đúng. Dì ở đây hơn một tháng lận đó. Có phải là thời gian hơi lâu không vậy? Dì dùng 1 năm cũng được mà. Con sẽ đi thu xếp liền. Có gì cần dì cứ nói với cô. Rồi, vậy thì tốt quá rồi. Xem kìa, điều kiện tốt như vậy, phải ở thêm một khoảng thời gian rồi. Coi nơi này như là căn cứ địa. Vậy là đúng rồi. Bà xem, vì tiểu lệ con nơi này như căn cứ địa rồi, bà phải ở đây thêm một thời gian nữa nghe. Ê, vì tiểu lệ của con ở đâu thì ba ở đó. Quyết định vậy đi ba. Quyết định vậy đi. Dạ, mời ba, mời ba. Khả khả. Ba. Đi đâu đó? Tới phòng làm việc đó ba. Nào. Con gái nào? Đây, ngồi xuống. Ký tên cho ba. Ký tên gì vậy? Căn nhà ở quê, đứng tên của con đúng không? Chỉ cần con ký tên, sau đó ba có thể bán đi căn nhà này rồi. Ba. Hả? Sao ba lại phải bán nhà? Ê, vì tiểu lệ của con đang kiếm vốn đầu tư mà. Ba cũng muốn dốc sức chứ. Bộ dốc sức thì phải bán nhà sao? Ba bán nhà rồi thì ba đi đâu ở đây? Chỗ gì tiểu lệ của con có nhà, sau này ba và dì ấy kết hôn, ba sẽ tới đó ở mà. Ba. Ba với dì tiểu lệ này quen nhau như thế nào vậy ba? Thì mỗi ngày ba đến công viên tập thể dục đó. Vậy là quen ở đó luôn. Quen ở công viên sao? Quen nhau bao lâu rồi? Cũng khá lâu rồi à con. Khá lâu là bao lâu vậy ba? Cũng tầm 3 tháng rồi à. 3 tháng mà lâu hả? Ba có hiểu gì ấy hay không? Đương nhiên là hiểu rồi. Ê, con với Hồng Hải cũng quen được có vài tháng à. Bây giờ cũng kết hôn rồi đó. Cuộc sống cũng rất hạnh phúc mà con. Đây đều là duyên phận đó. Không được. Con không đồng ý ba bán nhà. Hey, cái con nhỏ này. Con có căn biệt thự lớn như vậy, chồng con có nhiều tiền như vậy, con còn ngó tới căn nhà ở quê làm gì chứ? Ba, con không phải ham nhà cửa gì, cũng không phải ham tiền gì, mà là con sợ ba bị lừa. Hiện giờ lừa đảo nhiều lắm đó ba. Bây giờ nói tào lao, ba với cô ấy có quan hệ gì đâu, cô ấy lừa ba được hả? Tóm lại con không ký. Ê, con không ký. Khá. Con gái, con. Ê, cái con nhỏ này. Dự án thiết bị y tế của chúng tôi năm ngoái đã mở 3 xưởng khắp cả nước luôn. Năm nay chúng tôi sẽ mở rộng, phải mở rộng hơn 20 công xưởng. Đương nhiên là cần nguồn vốn. Các vị, cơ hội của mọi người cũng tới rồi. Tôi nói một câu ngoài lề, tin là mọi người ở đây đều chắc chắn đã làm sản phẩm quản lý tài chính của ngân hàng. Sản phẩm quản lý tài chính có rất nhiều có phải không? Cho dù có bao nhiêu, tiền lãi cũng không thể vượt qua 5% có phải không? Đúng. Không vượt qua 5% thì tội nghiệp quá, có đúng không? Đúng. Dự án này của chúng tôi chỉ năm ngoái thôi đã đạt tới 20%. Cao không vậy? Mọi người, hôm nay tôi đến đây là muốn nói cho mọi người biết một tin vui. Tôi đã xin phép các cổ đông để đáp lại nhiệt tình đầu tư của mọi người tốt hơn. Tôi quyết định tăng lợi nhuận của năm nay lên đến 23%. Được rồi. Đại Thắng. Mở file đi. Mở file PPT. Mọi người xem nào. Năm 2011, tổng tiêu thụ của chúng tôi đã đạt tới 100 tỷ nhân dân tệ. Cao không? Cao.
Đây là diễn cảnh của thị trường thiết bị y tế trong nước. Rất là tốt, lát nữa mọi người tìm hiểu kỹ nha. Ở bên dưới, đây là lợi nhuận bình quân của 4 thành phố trong các năm trước. Năm 2015 đạt được bao nhiêu? Khoảng 10%. Đến năm 2016 nâng lên bao nhiêu rồi? Các người xem, 20%. Gấp đôi có đúng như vậy không? Bây giờ sản phẩm này có phải là không còn nhiều, có phải không? Vì sản phẩm này của chúng tôi, thị trường đúng là càng lúc càng tốt. Theo đà phát triển của thị trường, tiền lãi cho mọi người cũng cao hơn nữa. Mọi người đang ngồi ở đây đều là lực lượng cốt cán hết. Sau này thị trường ở đây đang rất cần mọi người dẫn dắt. Bây giờ tài liệu trong tay của tôi mọi người đều có hết rồi chứ gì? Được. Hy vọng lắng nghe xong buổi diễn thuyết này của tôi, mọi người hãy đọc kỹ và học thuộc lòng, đồng thời luyện tập để sau này có thể diễn thuyết cùng với người khác, có được không? Được. Hồng Hải, anh đoán không sai, bạn gái của ba vợ anh đúng là có vấn đề. Ngải Tiểu Lệ này cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, làm ăn kinh doanh không ít. Mậu dịch, giao hàng gì đó cũng từng dễ dàng một thời gian, nhưng mà sau đó thì bị lộ hết. Quỹ này của bà ta, vấn đề lớn hơn nữa. Tuy mới đầu cũng kiếm được chút tiền, nhưng sau đó chuỗi vốn bị đứt liên tục, không thể nào kinh doanh được nữa. Tổn thất rất là nghiêm trọng, cho nên mới thay đổi chỗ, chạy đến chỗ của chúng ta. Tôi có thể chắc chắn quỹ này của bà ta mang tính chất của tập đoàn lừa đảo nhất định. Tuy là hiện tại không có hành vi trái pháp luật, nhưng mà trước sau gì cũng sẽ có chuyện. Ơi trời, ba vợ tôi với bà ta có tình cảm sâu nặng lắm rồi, còn định đi đăng ký kết hôn kia kìa. Vậy thì anh phải cẩn thận chuyện này. Cái khác thì dễ nói, tôi phải làm sao để lấy lại tình cảm của ba vợ tôi đấy. Tình cảm là chuyện khác, anh phải mau chóng khuyên ba vợ của anh, khuyên ông ta đừng càng lún càng sâu, nó không chừng phải chịu trách nhiệm pháp luật nữa. Thôi vậy đi, tôi cũng không thể không cân nhắc cảm nhận của ba vợ, chuyện này phải xử lý mềm mỏng. Bây giờ cậu cứ âm thầm nhắc nhở ở sau lưng mấy khách hàng kia, đừng để nhiều người dính vào trong đó. Ngoài ra, lấy lại hết mấy phòng họp đã cho Ngải Tiểu Lệ mượn đi, coi như cho bà ta chuông cảnh tỉnh, biết chừng mà dừng lại. Được, tôi đi làm ngay. Ông chủ bố. Ông chủ bố à? Sao ông tới đây nữa? Ông chủ bố, cậu rủ lòng thương đi, trả lại nghi mực đó cho tôi đi được không? Trời ơi, bây giờ tôi nói hết lời với ông rồi mà ông vẫn chưa hiểu nữa hả? Đây là quy tắc, ông không hiểu sao? Cậu mà không trả nghi mực cho tôi, cuộc sống của tôi sẽ khó sống lắm. Cậu đừng nói quy tắc gì với người mua đồng nát như tôi nữa. Bây giờ chủ của nghi mực đã thuê luật sư kiện tôi lên tòa án rồi. Nhà của tôi còn nhà trẻ lớn bé, nếu như cậu không trả cho tôi thì tôi thực sự không thể nào sống được. Tôi nói cho ông nghe nha, tôi với ông mua bán đàng hoàng, tôi với người khác cũng vậy mà. Bây giờ nó đâu còn trong tay tôi đâu, tôi bán nó từ lâu rồi. Cậu bán cho ai? Tôi á. Trời ơi, có cả đống khách tới lui mà sao tôi nhớ được hết ông già. Ông đi giùm cái đi. Gì đây? Chuyện này sao đây? Có ý gì? Muốn ở lì tiệm của tôi không đi sao? Không. Được, ông cứ ở đây đi, tôi đi. Đồ dở hơn. Ông chủ bố, cậu. Tiểu Lệ. Tiểu Lệ. Anh lấy được một chai rượu vang ngon từ chỗ con rể của anh đây nè. Tối hôm nay hai chúng ta uống đi. Không có tâm trạng. Ủa, sao vậy? Chuyện tốt mà con rể anh làm đó, làm phiền anh. Hỏi con rể tốt của anh, rốt cuộc là cậu ta có ý đồ gì hả? Đã nói là cho chúng ta mượn phòng họp, vậy mà quỷ liền. Hả? Khách của em đến thì phải làm sao? Em còn làm ăn được cái gì nữa? Phải rồi, hôm nay còn báo cáo lên cục công thương nữa chứ. Người ta sắp tới điều tra luôn rồi. Cậu ta phá hỏng mấy mối làm ăn của em, anh có biết hay không vậy? Tiểu Lệ à, Hồng Hải là một đứa rất hiểu chuyện mà, nó không làm vậy đâu. Tại sao lại không chứ? Người của em thấy hết rồi. Hôm nay cố vấn pháp luật của tập đoàn họ liên lạc với khách hàng của chúng ta luôn rồi đó. Sau đó lấy hết tài liệu của em, còn nói với khách hàng của chúng ta là
tuyệt đối không được tham gia đầu tư cho chúng ta. Cậu ta có ý gì vậy? Hả? Chỉ cho phép ông chủ lớn như cậu ta kiếm tiền, còn không cho dân thường như chúng ta kiếm chút đỉnh hay sao? Cậu ta biết rõ quan hệ của chúng ta mà còn làm như vậy nữa. Cậu ta có ý gì? Cậu ta không hề coi ba vợ như anh ra thể thống gì hết.